Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 11, ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích trên chiếc xe rác bị rơi khỏi cầu Bình Thành. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe chở rác mang biển số 75C04483 đang chạy qua cầu treo Bình Thành bắc qua sông Hữu Trạch thuộc thị xã Hương Trà thì bất ngờ lao vào thành cầu rơi xuống sông. Theo người dân địa phương, trên xe lúc này có hai người chưa xác định được danh tính. Chiếc xe rơi từ cầu xuống sông ở độ cao hàng chục mét, bên dưới nước sông đang cuồn cuộn chảy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Được biết, cầu Bình Thành là một trong những cây cầu treo đang xuống cấp khá. Khá nghiêm trọng tỉnh thừa thiên huế đã đưa cây cầu này vào danh mục những cây cầu sắp được sửa chữa trong thời gian tới